Xin chào các bạn, tôi là Thanh Sơn ở cây cảnh chợ Hàng. Hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn cách trồng và chăm sóc cây lồng đèn. Đây tôi đã trồng được một loạt là những cái cây lồng đèn đây rồi. Nên là cây này thì là chúng ta trồng nó to, một cái bụi tôi trồng nó to như này. Cây này thì nó bắt đầu điểm hoa rồi. Thế bây giờ tôi giới thiệu trồng mấy cây nhỏ. Trồng thì chúng ta cũng đều sử dụng phải sử dụng phân và đất đã được bón phân nhá, đất đã được ủ phân rồi. Tất cả các cái loại cây chúng ta, đất của tôi là đây đã được phơi khô, xay nhỏ, trộn với phân hữu cơ. Đây cái cây lồng đèn này chúng ta có một cái chậu cây này. Thế nhưng mà cái chậu này của chúng ta to đó, mà cây của chúng ta nhỏ thì ta có thể trồng, muốn nó đẹp ngay thì chúng ta trồng 3 cây, còn nếu các bạn là muốn trồng từ từ thì chúng ta trồng một cây ở giữa này cũng được. Thế nhưng mà để Tết này nó đẹp luôn ấy thì chúng ta có thể trồng nhiều cây nhỏ một chút. Các bạn lấy ra này, cái trắng trắng này đấy là cái người trồng trước ấy, nó là cái mai mực. Cái này cũng là một dạng phân bón, thực ra nó là dạng phân bón hữu cơ đấy. Bây giờ chúng ta cho 3 cây vào chậu thì chúng ta phải cố gắng chia cho nó đều cây. Chúng ta trồng làm sao nó cố gắng nó hình mâm xôi. Các bạn lưu ý tất cả các cái cạnh cao của cây chúng ta sẽ dồn vào giữa và quay cái mé thấp của cây ra ngoài thì sau này cây nó sẽ tròn và là cái cao ở giữa thì trông nó thuận hơn. Bây giờ tôi cho vào như này là chúng ta đã được một khóm 3 cây. Bây giờ tôi cho thêm, vì cái đất của chúng ta mềm, đất chúng ta nó nhỏ rồi, nó chỉ việc cho vòng quanh là được thôi. Nhưng còn các bạn dùng đất mà nó cứng quá ấy, nó to ấy, thì các bạn sẽ khó cho. Chúng ta trồng bao giờ cũng thế, một là chúng ta phải, người chúng ta phải đi vòng tròn, hai nữa là chúng ta phải quay cái cây đi, quay cái cây để cho cái cây nó quay vòng tròn quanh mặt ta thì ta mới nhìn thấy mé nào nó lệch. Chứ nếu mà chỉ ở một mé thôi chúng ta sẽ không nhìn thấy. Xong các bạn chỉnh cây lại cho nó cân cắn này, đất nó mềm thì chúng ta chỉnh cây một cái thì là đất nó sẽ dồn xuống, là cái cây nó sẽ đứng theo ý mình ngay. Các bạn trồng cây mà dùng cái đất nhỏ như này đấy, nhà vườn chúng tôi thường thường xay ra để bán cái đất nhỏ này. Nhưng các bạn trồng mà đất nó phải còn khô này thì các bạn trồng nó mới dễ. Còn đất ướt quá rồi chúng ta trồng nó sẽ khó. Như này chúng ta đã được một cái cây. Xong rồi chúng ta phải tưới nước cho nó. Để tôi đi lấy nước tưới. Bây giờ bắt đầu chúng ta trồng xong rồi chúng ta bao giờ cũng tưới nước. Tất nhiên cái tô này của tôi hơi to. Nếu mà các bạn to thì các bạn tưới nhẹ nhẹ như phun mưa xuống như này. Cho từ từ cho nó ướt đều. Chứ không thì nó sẽ, đất khô nó sẽ tóe lên linh tinh ấy. Chúng ta tưới, chúng ta làm tay như kiểu cái rổ để cho nó nước nó xuống, nó như kiểu mưa ấy, từ từ nó thấm. Đợi đất thấm rồi chúng ta mới tưới tiếp. Chúng ta đất của chúng ta, cái loại đất này chúng ta trồng vừa rồi là đất rất khô đúng không? Chúng ta phải tưới chậm để cho thấm. Trong quá trình đợi chờ là cây nó thấm, tôi để cây nó róc hết nước đi. Nếu mà cây như tây chỗ tôi mới trồng này ấy, thì cái cây chúng ta vừa rút bầu ra, kiểu gì nó cũng động rễ. Cái thứ hai này là cái cây này chuyển từ vườn khác về. Thế bây giờ chúng ta muốn mà cây nó cháu phát triển. Bây giờ tôi mới đầu, cái cây này nó cũng đùng vùng miền đấy, tôi mới dùng một chút phân bón lá. Vì nếu ở nhà vườn ấy, để muốn cái dịp Tết này nó đủ đẹp mà nó như, cho nó đẹp luôn vào dịp Tết này. Thế thì chúng ta không, đối với nhà vườn như chúng tôi là không dùng kích thích, và tôi cũng không giới thiệu với các bạn dùng kích thích cho cây, mà đây là tôi sử dụng một chút phân bón lá. Cái phân bón lá này các bạn có thể mua ở một số các cái hãng nó cũng có uy tín là được. Ta hòa một chút nước, ta lấy một chút nước vào một bình chúng ta phun như phun lan đấy. Cái lượng nước này nó chỉ khoảng nửa lít nước thôi, chúng ta cho khoảng độ bằng hạt ngô cái phân bón lá vào. Chúng ta bón lá một chút ấy, thì là cái cây nó đưa phát lá được thì nó sẽ chóng lên hơn. Vì là cây bao giờ cũng thế, phát lộc trước, tức là mọc lá trước và mọc rễ sau. Khi cây có nhiều lá thì cây sẽ ra nhiều rễ, và rễ của cây thì là thu năng lượng vào để nuôi cây. Thế thì chúng ta sẽ có cây sai hoa và cây nó cứng cáp, nó chắc khỏe.
Chúng ta trồng ấy thì là thế nào, cái cây vận chuyển về khắp nơi, về cây này bắt đầu trồng màu gáo là đến Tết chúng ta sẽ có thể làm chơi được. Để chơi Tết là rất là đẹp, cây này sẽ vừa vặn. Nếu mà cái cành nào nó khô nó xấu thì chúng ta có thể bỏ nó đi. Đấy. Cây nó cũng bắt đầu xe xe lướt rồi đúng không ạ? Tôi lắc lắc ở cho lướt của cái lá cây nó không còn ở trên lá nó, để cái phân bón nó nên nó không bị hòa thêm vào nước. Còn trường hợp cây của các bạn, nếu mà các bạn làm thì các bạn để khoảng độ một thời gian 1-2 tiếng cho cây nó khô hẳn. Đây tôi làm luôn thì tôi rũ bớt nước trên lá đi. Và lượng phân bón thì tôi hòa hơi đặc thêm một tí vì trên lá có một chút nước rồi. Chúng ta lắc đều cho nó phân, nó cái phân bón nó tan ra. Nhân tiện đây tôi phun cái chậu cây tôi vừa mới trồng, mà tôi phun tất cả những cái cây mà chúng ta tôi đã để trồng để đây. Đây, dịp Tết sau mấy tuần nữa, 2 tuần nữa các bạn sẽ xem cái cây, tôi sẽ quay lại clip cho các bạn xem những cái cây này nó sẽ đẹp nào. Hôm nay trông nó vừa mới trồng vào, trông nó cũng vẻ hơi buồn buồn đúng không? Nhưng rồi là các bạn sẽ thấy. Giờ chúng ta cũng để cái chế độ sương sương một chút. Chúng ta phun ướt hết lá là được. Cái này là cơ bản chúng ta phun vào lá. Thế bây giờ tôi bắt đầu phun sang những cây tôi trồng trước đây một chút thôi, trồng ban đầu giờ chiều thôi. Đấy, cây này thì nó khô hơn, tôi tưới rồi. Bây giờ chúng ta chỉ việc phun phân bón lá mà. Cái cây này thì là tôi trồng, tôi đã sử dụng phân hữu cơ bằng cái đất mà tôi vừa cho vào ấy, là nó đã đầy đủ dinh dưỡng cho cây rồi. Nên là các bạn không cần phải bón thêm trong cái thời gian từ giờ đến Tết, thậm chí là hết tháng riêng. Chúng ta chưa phải bón thêm phân bón đâu, vì cái lượng phân bón của nó với cái cây này là nó đủ ăn trong vòng 2 tháng, hơn 2 tháng cơ. Còn đây là tôi làm như thế này là để cho cây chóng ra rễ hơn, tức là mọc lá nhanh hơn, để ra rễ nhanh hơn và dịp Tết cho nó đẹp hơn thôi. Tức là chúng ta cho cái sức mạnh của cây nó phát triển nhanh lên một chút. Đây hoàn toàn là không phải chúng ta kích thích nhá, chúng ta dùng phân bón lá để nó nhanh ra rễ. Và nhanh ra rễ thì nó sẽ nhanh thu được cái năng lượng của phân bón tôi trồng mới, tôi mới cho thêm vào trồng vào chậu. Cái cây này nếu mà chăm sóc như này ấy, chỉ hơn một tuần sau thôi tôi sẽ quay lên cho các bạn. Các bạn lấy ngày hôm nay theo âm lịch hình như là mùng 3, chắc là khoảng tầm mùng 10 đến 11 thôi, tôi cho các bạn xem cái cây này nó sẽ tốc độ nó sẽ rất là đẹp. Cái phân bón lá là các bạn kể cả phun vào những cái cây mà nó như cây ngọc thảo ở bên kia tôi phun thêm vào cho nó cũng được, không sao cả. Lấy đây xa tôi tận cho cái vỏ nó xa xa ra đấy, phun luôn cho nó đi để cho nó ra hoa tốt hơn trong dịp Tết. Nếu chúng ta để đồng loạt này chúng ta phun thoải mái thôi, nó cứ cho nó dư dư một chút cũng được, đằng nào cũng còn thừa một chút. Cái cây lồng đèn này đấy thì hiện tại bây giờ cái thời điểm này là cây mà các bạn vừa mới mua về đấy, nó hiện tượng là như bây giờ cái cây này mà cũng như tôi vừa mới đem về đấy, là nó không có, trông nó không có một cái biểu hiện nó có mầm bệnh nào, đâm ra là chúng ta không phải chữa. Nhưng nếu trường hợp mà sau này ấy, cái lá nó bị đốm đốm hoặc là có con sâu bị ăn thì các bạn phải phun thuốc sâu. Thuốc sâu thì chúng ta có thể dùng Bắc Sa cái phun cũng được. Và nó có bị chẳng hạn gì sắt hay là bị thối đọt, gọi là bệnh thán thư đấy, bệnh thối ngọn đấy, thì chúng ta phải dùng cái gốc đồng cho chúng ta phun cho nó để bảo đảm cho cái cây nó không bị bệnh. Mà cây nó không bị bệnh thì nó tiếp tục thu hồi cái năng lượng phân bón ở trong cái chậu này để cho chúng ta đẹp đến tầm tháng 3 sang 5. Nhưng còn tầm cái cây này sau 2 tháng thì chúng ta hơn 2 tháng chúng ta cũng chưa phải chăm bón đâu. Và cái cây lồng đèn này là cái cây tuổi thọ của nó không phải là cái cây sống lâu năm. Nó chỉ sống có một mùa thôi. Nghĩa là từ lúc sinh trưởng rồi đến lúc nó không sống được nữa thì là nó chỉ vào tầm 6 tháng thôi. Nghĩa là cây này trước đây trồng trước đây nó vào khoảng độ hơn 2 tháng rồi, tức là nó vào khoảng độ 70 ngày rồi thì nó được bằng đây. Thế và chúng ta chơi tiếp thì nó cũng chỉ được 3-4 tháng nữa thôi. Thế là cái chỗ đất này và phân bón này là đủ
trừ trường hợp giữa chừng mà từ giờ đến trước Tết hoặc là sau Tết một chút nó bị bệnh thì chúng ta mới phải chữa thôi. Còn phân bón với cây này là chúng ta không cần phải chăm sóc thêm vào trong cái chậu này nữa, vì cái lượng đất chúng ta đã có phân bón hữu cơ đầy đủ rồi. Xin cảm ơn các bạn.